Chào mọi người nha, bây giờ là 4 giờ 40 sáng á. Hiện giờ thì mình đang có mặt tại bãi biển Quy Nhơn Bình Định á. Thì đây là lần đầu tiên mình đặt chân ra bãi Bình Định ha. Thì mình tranh thủ mình đi sớm mình để mình quay clip mình cho giới thiệu cho mọi người về bãi biển Quy Nhơn Bình Định nha. Và mọi người cũng thấy quay cảnh chuồng ngay trong. Đây hôm nay mình đi giới thiệu với mọi người là đây là có ngoại nè, U80 nè. Hello, chào con, chúc con nhiều sức khỏe. Vậy con gửi clip cho ngoại con nha. Đó. Đây. Phong cảnh biển Quy Nhơn Bình Định 4 giờ 40 sáng nha mọi người. Ở ngoài biển đen lùi mà mình không thấy. Quy Nhơn Bình Định 4 giờ 40 sáng một tí nữa khoảng 5 giờ mấy đó, mình nghĩ là thấy xe cảnh biển sẽ rõ hơn rất là nhiều ha. Buổi sáng đó trời ơi, đây có cơ cảnh biển có gào muốn biển thì rất là đẹp luôn kìa mọi người. Tao bây giờ là mây bắt đầu là tò mò sáng rồi mọi người. Nhìn trên bầu trời kìa, rất là đẹp luôn á. Em bán 180 triệu mở chuyển khoản xong 2 tuổi nó đi từ ở đây. Bây giờ là 5 giờ mấy hơn rồi ha, khung cảnh bãi biển dần được sáng lên nè mọi người đó. Bình minh chuẩn bị lên rồi đó, bãi biển quá đẹp luôn. Đây khung cảnh buổi sáng rất là thơ mộng luôn á mọi người. Biển Quy Nhơn Bình Định. Đây buổi sáng trên bờ người ta đi tập thể dục kìa. Đây buổi sáng sóng biển rất là nhiều luôn kìa mọi người. Nhìn rất là tuyệt vời luôn kìa. Quá đẹp luôn. Phía sau mà rất là nhiều khách sạn á, người ta xây ngoài đây. Khách sạn Hoàng Yến. Đây là cũng một dãy khách sạn luôn. Ồ, buổi sáng có nhân viên đã thu dọn gác kìa. Wow, tắt đèn rồi. Bây giờ là mấy giờ là tắt đèn hết trơn kìa. Nhìn bãi biển buổi sáng cực kỳ đẹp luôn nha. Wow, biển Nha Trang. Không, anh quay chơi, anh quay up YouTube chơi. Này có nhân viên người ta phân dọn rác luôn kìa. Đây nhìn nó sáng hơn. Gần dáng tiên xa. Cô Tâm tắm xong rồi hả? Tắm nữa đi. Con có thấy đâu, con không biết đi đâu, đi dài dài thử coi. Đi dài dài đẳng thử coi. Đẳng người ta tắm đông. Dạ. Sáng người dân ta tập thể dục quá trời luôn kìa. Biển đi rất là đẹp luôn á mọi người. Nếu mà có người, mọi người có dịp à đến Quy Nhơn Bình Định á, thì thấy ghé ở đây ha. Chú đó tập thể dục hết đất buổi sáng luôn kìa. Quá khỏe luôn. Có cô Tâm. Đây là bãi biển buổi sáng ha. Bên kia có cái chữ Gền Gán Thiên Sa, dãy núi ha. Quá đẹp luôn. Này khung cảnh bình minh lên. Ở đây mình sẽ có một cái góc quay để quan sát sóng biển ha. Đó, đường đường sóng biển dập dìu. Buổi sáng nhìn rất là đẹp luôn. Wow,
buổi sáng năm nay thì tí 6 giờ mình di chuyển qua bên Đà Lạt rồi nên mình không có thời gian tắm biển nhiều, mình chỉ dạo biển thôi. Cát ở đây mịn ghê luôn á mọi người, tại vì có nhân viên đã thu dọn gác đồ nên đây mình thấy biển rất là sạch luôn. Đây phía sau lưng của mình là khung cảnh của bãi biển buổi sáng sớm ha, 5 giờ mấy rồi giờ là biển nhìn rất là đẹp luôn rồi. Nãy mình đi lúc ra là 4 giờ rưỡi hơn ha, rất là đẹp luôn mọi người. Mời mọi người đến bãi biển Quy Nhơn mình định đi trải nghiệm, cảnh rất là đẹp luôn, rất là thích bãi biển này nha, rất là sạch. Ở đây bây giờ mình sẽ di chuyển đi dài dài lại đây cho mọi người xem ha, cho mọi người ngắm dạo quanh bãi biển nha. Rồi xa xa có mấy câu lạc bộ tập thể dục á, một nghe nhạc sập sình luôn. Đó, tập thể dục nè. Khu này mình thấy đông hơn nha. Quá đẹp luôn. Càng về sáng nhìn bãi biển nhìn rất là rõ luôn á. Bên này. Đây. Rất là nhiều khách sạn. Bên này có khách sạn nữa nè. Càng về sáng thì mình thấy đây rất là đẹp luôn kìa mọi người. Nhìn rất là rõ. Biển ở đây mình thấy tương đối rất là sạch nha. Hồi nãy mình đi chung với mọi người mà bây giờ xuống dưới tắm hết trơn rồi nên mình không biết mọi người đang ở khu vực nào, do là 6 giờ là đoàn mình di chuyển qua Đà Lạt á nên mọi người ai cũng tranh thủ đi tắm sớm để trải nghiệm tắm bãi biển Quy Nhơn Bình Định. Đó, như đây cô trên đi tắm biển chuẩn bị mang theo áo phao nữa kìa, vì những ai không biết bơi thì mình chuẩn bị nên áo phao thì sẽ tốt hơn ha. Cát ở đây mình nhìn thấy tương đối là mịn luôn á mọi người. Đẹp quá. Góc bên đây là cực kỳ chill luôn kìa mọi người. Sóng biển dập dìu luôn á. Sao có dãy núi nữa kìa. Đây giờ là buổi sáng bình minh bắt đầu lên rồi kìa. Nhìn cảnh bình minh lên rất là đẹp ha. Phía sau dãy núi là mặt trời chuẩn bị mọc khu vực này. Nhìn thấy mây rất là tuyệt vời luôn kìa. Buổi sáng quá đẹp luôn. View cực chill luôn nha mọi người. Ở bên này mình quay qua nó hơi bị tối, hơi bị ngược ánh sáng do mặt trời vừa nhú lên đó mọi người. Này. Đây buổi sáng mặt trời chuẩn bị mọc lên kìa, chắc nhô trên dãy núi ha, một bức tranh rất là đẹp.